Khi lớn lên, tôi có bao nhiêu là ước mơ. Trên đường đi, tôi gặp không ít chông gai nhưng tôi dễ dàng vượt qua. Cuộc sống thật là đẹp. Tôi gặp một nửa của mình. Cuộc sống lại tuyệt vời hơn. Nhưng tôi cũng ham vui. Tôi thử những cái cho tôi cảm giác thích thú. Rồi tôi thử một thứ khiến thế giới của tôi đảo ngược. Ma túy. Tất cả tiền bạc tôi dành cho ma túy. Bạn gái, bạn bè rời tôi. Tôi rất đơn độc. Cuộc sống không ngọt ngào như trước nữa. Tôi ước gì có thể quay ngược thời gian và bắt đầu lại. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng ma túy. Mọi người yêu mến tôi và để tôi theo đuổi ước mơ của mình. Ma túy là chất gây nghiện và hủy hoại cuộc sống của bạn. Đừng bao giờ thử. Nếu đã sử dụng, đừng tiêm chích. Hãy sáng suốt.